nguyên một cái năm vừa qua luôn, Covid tràn lan thì thể làm một cái gì đó nó gần gũi với mọi người. Sợ là đúng cái giờ mà mọi người đang tan ca, mọi người phải vội về. Chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá rơi, em vẫn nép trong anh trâu lớp áo choàng. Đơn giản là nó là healing, tâm hồn mọi người được cảm thấy được xoa dịu. Gửi thư cho bạn á, nên bạn xem qua rồi có gì. Sao biết em là Hòa vậy? Liên lạc với mình sau nha. Hả? Có người gửi thư cho bạn. Là ai? Ủa gì vậy? Đi quay gì vậy? Đi phải ra đây đứng cúc cô này. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Sau một thời gian tìm kiếm thành viên, chúng tôi nhận thấy bạn là người nghệ sĩ phù hợp để tham gia dự án này. Chúng tôi chờ đợi sự xuất hiện của bạn. Chị gì ơi? Alo? Nhưng mà sao biết em ở đây, theo dõi em ở từ nhà? Xuân hạ thu đông rồi lại... Xuân ơi! Alo? Trong em vẫn luôn. Ủa? Cứ xem qua rồi bạn liên lạc lại. Ủa? Đây, mời nước nha. À, đây, tức là cái này là tham gia dự án này, buổi diễn này đường phố, tức là mình ra giữa đường, mình đàn. Thật ra không đơn giản là chỉ đàn thôi, bởi vì chương trình này là giữa đường phố, một trong những cái nhân tố chính là mình đã hát nữa. Alo. Đang quay hình rồi ạ. Tiếng tôi đang dừng nói.
sao không ai trả lời. A cây ơi. Wow. Không nghĩ là chương trình lại hoành tráng nhỉ. Mọi người ở đây có tận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chắc là phải cả mấy chục cái camera luôn á. Như này mình làm gì, mình liếc ai chắc cũng nhìn thấy hết. Mình em ở căn phòng lạnh lẽo nhỉ à? Có ai đâu nhỉ? Ở đây lại có cây đàn. Nếu mà có cây đàn thì có khi nào sẽ là có một người biết đánh đàn không? Ca sĩ mà biết đánh đàn là ai nhỉ? Ca sĩ mà biết đánh đàn, có khi nào là gia đình Hoa Dâm Bụt không ta? Đức Phúc, Eric. No, 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 no. Nhưng mà có Hòa ở đây rồi thì cần ai nữa nhỉ? Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dễ thương. Không có ai hết ta. Còn ai nữa hay là có mỗi hai anh em mình thôi? Như nào thì em đến đây đầu tiên em chẳng thấy ai cả, thì em chỉ gặp các hàng ngàn fan hâm mộ của em phía dưới. Fan hâm mộ, fan hâm mộ ơi. Rất là vui khi mà đây anh Tú ở đây có, chúng ta gọi là đôi bạn, chúng ta gọi là đôi bạn 10 năm. Yeah, đôi bạn 10 năm. 10 năm rồi đấy, 10 năm thật mà. Đây là một cái cuộc gặp gỡ và một cái chương trình mà anh nghĩ là hai đứa mình sẽ quay trở lại ngày xưa. Không, ở đây có nhạc cụ, tức là hay là hai chỉ có hai anh em mình thôi, một người hát một người. Em đoán là ba người. Xem mấy ghế nào. 1 2 3 4. Thế thì 4 người. Anh là trợ lý của anh. Anh là trợ lý của anh. À, anh là trợ lý của em tưởng khách mời. Còn ai, ví dụ còn bên nhạc hay còn bất cứ còn bên ai nhạc hay còn ai không ạ? Ôi. 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 Thank you.
Vậy là tức là ba anh em mình à? Hiện tại bây giờ là ba người đã, còn không biết. Hồi sáng là thấy có tổng cộng là 4 chiếc xe. 4 chiếc xe là 4 chiếc xe thì rồi kiểu. Nhưng mà lý do gì mà nhận lời tham gia chương trình này đây? Mọi người mời mời anh kiểu gì đây? Thì tức là anh sẽ chọn bài rồi kiểu anh sẽ dàn dựng cho mọi người. Xong mọi người bắt anh hát luôn. Em thì đã từng hợp tác với Tuyền trong một ca khúc nhạc phim rồi. Còn Tú thì chưa đúng không? Tú chưa, nhưng mà Tú biết về Tuyền rất là nhiều. Đấy, anh ấy biết nhiều chứ. Có theo dõi nhưng mà chưa hợp tác bao giờ. Đúng rồi, chưa hợp tác. Mà đặc biệt là sự hợp tác của ba anh em mình sẽ là như thế nào đây? Vậy mà thì còn người nào nữa không nhỉ? Em không biết. Chương trình ơi, còn ai không ạ? Ôi, hồi dưới này có hàng nghìn người mà không một ai trả lời mình luôn á. Nhưng mà anh tin là em hỏi này là mọi người sẽ trả lời không? Fan của tôi đâu rồi ạ? Được. Nhưng mà bây giờ là trong nếu mà mình tham gia chương trình mà chỉ có ba đứa mình thì một mình anh đệm đàn ạ? Không, để chuẩn bị cho show này thì anh đã chuẩn bị nguyên một ban nhạc cho mọi người rồi. Đây là một ban nhạc rất là đỉnh cao, một chỗ là ban nhạc Order. Order là ban nhạc này cực kỳ đỉnh tới mức mà mọi người chỉ cần nói tên bài thôi là ban nhạc này sẽ đánh được nha. Xin mời ban nhạc, mời ban nhạc. Ủa thế em giờ đợi hả? Xin mời ban nhạc. Ủa chưa tới hả? Mà anh thì đang không biết được là sân khấu mà anh em mình sẽ hát là sân khấu sẽ khấu lớn. Nhưng mà em nghĩ maybe là như thế này, bởi vì trong cái đĩa than mà mình nhận được cái lời mời á, một cái chương trình âm nhạc đường phố giống như ở mấy cái phố đi bộ hay là Honda này kia, là có mấy bạn trẻ, mấy bạn tự dàn nhạc cụ ra, xong rồi ca sĩ ngồi hát, xong rồi khán giả đứng xung quanh để xem. Anh thấy cái hình thức đó cũng rất là hay ho. Để thu hút lại được khán giả với mình ý, thì em nghĩ sẽ phải là cả những cái bản phối và những cái bài hát. Đúng rồi. Thì thời gian vừa qua, thì nguyên một cái năm vừa qua luôn, thì dịch Covid nó tràn lan thì khiến mọi người rất là mệt mỏi. Thì anh nghĩ đến một cái đêm nhạc nó sẽ có một cái chủ đề nó đơn giản là nó là healing. Nó là kiểu để cho nó tâm hồn mọi người được cảm thấy được xoa dịu. Nhưng mà cụ thể chủ đề phát về cái gì như thế nào thì anh vẫn chưa nghĩ ra nhiều. Chúng ta sẽ nhắc lại các mùa trong tập đầu tiên không? Một cái chủ đề mà giống như là xuân hạ thu đông rồi lại xuân luôn. Mùa này đang là mùa đông này, rồi lại xuân, thì mình sẽ mở ra một cái hy vọng khác cho mọi người là cái mùa xuân tiếp theo thì cái dịch Covid này nó đã được đẩy lùi rồi. Và mình sẽ, nói chung là mình sẽ đón một cái mùa xuân mới. Và tìm những cái bài hát mà nó nhẹ nhàng hoặc là bài đau buồn, nhưng mà mình sẽ hát bằng cái cách hát mà nó vui hơn. Nhóm nhạc của mình tên là gì? Thôi xuân hạ thu đông rồi lại xuân à? Four Seasons. Nghe cũng hay nhỉ. Tú có hay gì không? HT2. HT2 á. Là hoa tú tuyền. Thật ra cái duyên đưa mình tới đây á là mọi người đều được cầm một cái đĩa than á. Và trên đó có cái logo chương trình á, thì tự nhiên anh nghĩ tới một cái nhóm tên là nhóm đĩa than. Nhóm đĩa than. Hay là đĩa than hồng. Đĩa than hồng. Đĩa than hồng. Đĩa than hồng thì sao? Nghe cũng buồn cười cũng mà. Cũng được mà nhỉ. Thế còn đây? Anh thấy cũng đáng yêu. Đĩa than hồng. Hôm nay anh cũng mặc một cái màu hồng khởi sắc quá ha. Ok, đồng ý. Vậy thì nhóm của chúng tôi tên vậy thì là... nhóm của chúng tôi tên là đĩa than hồng. Mùa đông dịu dàng đến thế.
ai mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ. Xin chào tất cả mọi người. Và bài hát đầu tiên sẽ là một ca khúc rất là tưng bừng vui vẻ. Và ca khúc này được mang tên là ca khúc Vào Hạ của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Yay! 3, 2, 1, go! Bass, drum, guitar, piano, full band. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim vẫn đôi cánh mềm lặng lẽ khiến chốn nào bình yên, và dòng sông xanh kia lặng im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu vỗ về đánh rớt chưa nghỉ ngơi. Dì sao ngọn heo may thở than qua một khóm cây, chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt thấp qua tầm tay, kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian. Yeah! Tôi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói, hãy tắm sương tan buồn cháy lên trong tim mọi người những yêu thương cho cuộc đời. Mùa hạ ơi, tình vơi vơi và người xin hãy vứt hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đường trường, bước vô dung trong cuộc đời. Cuộc đời mùa hạ ơi, tình vơi vơi
Tuyền đang đi trên xe đi đến buổi tập cho chương trình Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Bữa nay thì nghe nói là bé Hòa bị bệnh, cho nên là đang rất là lo, không biết là hôm nay có tập thể Xuân sẻ không, tại vì ngày diễn sắp tới rồi. Mấy ngày hôm nay trời nó cứ gần trưa một cái là thế nào cũng bị dính mưa. Mong là hôm quay hình á, với cả hôm tổ chức á, thì trời ngớt ngớt một chút, mưa gọi là mưa lít ti thôi thì ok. Chưa gì, bước vào là coi như là một ma trận máy quay rồi nha mọi người nha. Đây, đây chính là máy quay. Xin chào cameraman. Chắc là phòng này ngày xưa là hay diễn mấy cái show á mọi người, mấy cái show cuối kỳ. Hello, chào mọi người. Xin giới thiệu ban nhạc cho mọi người. Đây là drummer Huy. Đây là guitarist. Anh lộn, xin lỗi, pianist Hữu Lộc. Đây là violin thiên tài Hoài Bảo. Bên kia là anh Hoài Phương. Ủa đúng không mọi người? Mọi người Hoài Bảo, người Hoài Phương đúng không? Đúng rồi ạ. Hai anh em luôn. Wow. Ok mọi người, bây giờ thì Tú đã tới chỗ để mà tập cùng với cả Tuyền và Hòa rồi. Và chắc là sẽ không biết là như thế nào, nhưng mà thôi đi vào đây. Và dòng sông xanh kia lại dì ra ngọn heo may ở mùa hạ lướt vượt qua tận tây hãy làm sao được. Cảm ơn người ạ. Cảm ơn người ạ. Cảm ơn người ạ. Xin lỗi mọi người, em tới muộn. Hello, chào mọi người. Xin lỗi mọi người. Cố gắng. Xin lỗi mọi người. Cố gắng lên nhá. Em mới còn hát khoảng nửa suất. Guitar bass. Drummer. Piano. Guitar. Full band. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim vẫn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi, với màu áo rêu vỗ về đánh giấc chưa nghỉ ngơi. Hòa vào luôn. Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười. Anh vào nhá, xong rồi Hòa vào kia nhá. Và đời còn mùa hạ tươi vui, và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy đắm say tâm hồn, cháy lên trong tim mọi người, được yêu thương trong cuộc đời. Bây giờ mình sắp xếp mình tập lại cái live của mình. Xong rồi tới cái mà chơi nữa, ngày mai mà giọng em phục hồi á thì em ráng em vút cái câu đó giả thành lên cao hoặc là cao luôn. Em sẽ bắt quyển 8 dưới thì mình sẽ theo kiểu như vậy, là nhìn nhau xíu. Đúng rồi nên mình đang tập quyển này thôi. Mình nhìn nhau để kiểu có ai cần tắt rồi kiểu này kia, ý là nhìn nhau để mình biết là mình có cần giúp đỡ. Đường chiều về bước sai thấy anh cùng ai bước. Bỗng nhiên bao nhiêu ký ức quen thuộc cứ hiện lên, làm em thấy buồn. Hình như anh đã vui, thấy anh mỉm cười rất tươi. Yes. Nắm tay anh rồi ai đó ôm mình, mất nhảy cay khi phút yêu mềm. Thời gian trôi qua giữa những tâm hình của đôi ta, đây mình chia xa và anh đã đôi lần sau. Anh luôn vẫn chờ, làm gì có ai thương em như vậy. Cứ sau lưng em để những khi trời vơi,
giữ tông này đi. Hạ tông này ok không vậy? Thì nói chung là giờ mà kịp thời gian thay một người khác nữa là em cũng chấp nhận luôn. Thôi cố lên, chỉ giữ giọng thôi. Ok. Uống thuốc đi không? Mấy ngày nay rồi đúng không? Chích thuốc đi. Có chích chưa? Chích luôn rồi hả? Căng. Tập lại bài này nhé. Đường về chiều em chỉ hơi buồn bản thân xíu vì đang không có tình trạng sức khỏe tốt nên là mà đây lại là tập đầu tiên của chương trình. Thật sự trong lòng là mình muốn là muốn nói với bên tập là hay là có thể thay một người khác là kiểu để chương trình tốt hơn. Tại vì bây giờ vẫn còn đang là tập đầu tiên ý, thì em nghĩ là chương trình có thể nào mà suy nghĩ đi, vì em nếu mà loại em ra khỏi ba người cũng không sao hết. Em đang không thích cái bài của chị Tóc Tiên lắm. Ý là bài đấy hay nhưng mà ý là em hát cái bài đấy nó cảm thấy nó không được thoải mái. Kiểu như là có thể là cái quãng của em nó không hợp với cái bài này lắm. Có bài mùa đông nhưng mà hơi xưa một xíu. Đừng mùa đông nữa, mùa đông nhiều quá rồi. Hòa đổi Katena thành người tình mùa đông, Tú đổi. Em muốn bỏ thuốc không? Tôi bỏ thuốc. Thôi đừng có đổi nữa, đổi hai bài là quá rồi. Không, bài đấy thuốc lá đấy lên cho vào đấy làm gì? Mùa Covid đó. Nói chung là có lý do để mùa đưa mùa Covid sợ uống thuốc. Mùa Covid không phải, trong mùa Covid có bài đó nó viral thì anh thích hát thôi. Anh thích nghe mọi người hát. Thế thì em cũng không thấy hợp lý lắm. Đó là ý kiến của em. Em nghĩ hát Cô Vé Mùa Đông hay hơn. Thôi không đổi nữa. Này mọi người, mai mốt mà mình muốn đổi bài á thì cái lúc mà mình chọn bài mình phải đổi rồi đó rồi, hiểu không? Em khá là stress và em rất là lo cái buổi tập. Rõ ràng là 5 bài đầu show, trừ cái bài intro với lại cái bài của em ra thì 3 bài kia đổi hết. Đường ta đã đi chim khuất sân trời, đường ta sẽ qua nào ai biết tới. Chiều buông xa dần, dù lòng thôi mơ, dù tình nên chứ nhở? Lên thơ mới đúng. Lên á? Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. À, vậy hả? Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Nhớ đến một người, đến nhớ. Đâu, cái câu này nó không phải về giống đâu. Anh nghe lần này rồi nghe thử lại nhá. Nó khác mà. Đấy, cái đầu mình cái này là cái giữa rồi, cái này là tụi em đang đánh một cái bản khác rồi. Anh biết rồi, nhưng mà có nghĩa là cái câu cuối cùng của mình ấy, anh đang nói cái câu cuối cùng mà Hà Nội mùa thu Hà Nội, nếu mà mình về cái ban đầu ấy thì nó nghe nó bình thường. Cái này đâu phải cái ban đầu. Cái này khắp Hà Nội mùa thu Hà Nội. Đâu? À? Mùa thu Hà Nội. Hà Nội. Cái điểm key của bài này nó lại là cái câu đấy. Không có điểm key luôn, bởi vì là mình cũng nên giữ lại một cái điểm key của nó key nhất luôn á. Ý anh là anh muốn giữ. Vấn đề là cái bài này, cái bản gốc, cái câu cuối của nó là cái câu mà chuyển ly điệu, anh hiểu không? Là nó kết bằng cái câu này. You got it. I know, nhưng mà có nghĩa là cái vấn đề ý anh nó bảo là mỗi một bài nó sẽ có một cái key riêng. Có nghĩa là khi mà mình nhắc tới một bài nào đó ấy, sẽ có một cái câu nhất định để mà người ta nhớ đến cái bài đấy. Và Tú thấy là mình không nên thay đổi cái đấy thôi. Thì đó là cái ý kiến cá nhân của Tú. Tuyền thích một cái sự nó mới mẻ hơn. Nhưng mà cá nhân Tú thì Tú thấy cái sự mới mẻ đấy nó không mạnh. Đau à? Đau à?
chưa có nhiều thời gian để mà làm việc với nhau. Nên cái tiêu cực ở đây thì là chắc chắn sẽ có những cái tranh cãi xảy ra giữa anh Tuyền và với em và anh Tú. Cái mục đích cả ba người đều là mang âm nhạc đến cho khán giả, và mỗi người sẽ có một cái tôi để mà đặt vào bài hát đó khác nhau. Thì đúng lúc đấy cũng cảm thấy như là Tú cần phải có thời gian, như thế thì Tú nghĩ là sẽ tốt hơn. Nói chung là cũng vẫn đang ngạt mũi nhưng mà cổ họng cũng đã bớt đau hơn rồi. Cố gắng nhé. Cố lên, bữa cuối cùng rồi, bữa cuối cùng. Cố lên, yeah yeah. Okay. Hát nhạc nào, cố lên nào. Cố lên nha. Yeah. Nào, 1, 2, 3, yo. Tập vô luôn. Yo. 3, 2, 1, let's go. Vội quá hả? Người ta chưa kịp luôn. Sao mà mình đứng này bằng anh Tú ngồi này nhỉ? Anh mơ này khi sân lại gặp gần em. Sao ta có tay đặt cho mình bước em đêm. Vẫn biết sao em sẽ thật thuộc nhiều năm. Anh mong quên chợt hôn vươn dẫn bên mắt màu nắng hay màu nắng hay là màu mắt em đó cố ý lèn không vậy đấy hay lắm cố ý lèn đúng không mới là cố ý lèn đúng không à ha đêm nay ai cũng cho em một sinh hay để thở xin xin ok mùa hú cho em nha mấy nhạc ơi. Trái tim vương màu xanh mới em có
mơ mùa mắt ướt huyền mi. Và em có mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh mơ mùa thu ấy, tình ta ngát hương. Đây, trong bài hát có là em có hai mùa thu mưa bay gió nhẹ. Rất là phù hợp với tâm trạng và cảm giác rất là lãng mạn. Trong cái tiết trời như thế này, cộng thêm chủ đề của đêm nhạc thì anh sẽ thử hát ca khúc Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân do anh cùng với anh Trường Dũng Khánh và Ray D sáng tác. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức ạ. Chẳng biết phải bao giờ em mới ghé thăm. Cứ thế đêm ngày trôi, thấp thoáng mấy năm rồi. Chắc em giờ đây quen cuộc sống mới. Đời em mà xuân hạ thu đông cũng tàn. Lại thêm mùa xuân nữa đã sang. Ước muốn được gặp nhau, chẳng biết đến bao giờ. Để anh cứ mãi một mình trong bao giấc mơ. Chẳng sợ phải đợi em thật lâu, người anh yêu nhất. Chẳng biết bao lâu, bao lâu, bao lâu sẽ kéo dài, bao lâu dài như đây. Chỉ là một giấc mộng, thức dậy em vẫn vòng tay ôm chặt. Chẳng có cách xa đâu, chẳng sợ phải đợi em thật lâu, người anh thương nhất. Chẳng biết bao lâu, bao lâu, bao lâu, thật ra là bao lâu. Đến khi chờ đợi là thói quen, dù thời gian đáng ghét cũng chẳng nghĩa lý gì.
giá như em ở đây để thấy anh đã cố gắng bao nhiêu, và phải cố trở nên mạnh mẽ nhiều lúc dù nước mắt cứ rơi. Chẳng sợ phải đợi em thật lâu, người anh thương nhất chẳng biết bao lâu, bao lâu, bao lâu. Thật ra là bao lâu, đến khi chờ đợi là thói quen. Dù thời gian đáng ghê cũng chẳng nghĩa lý gì, làm yêu chỉ thêm yêu. Đợi em mà xuân hạ thu đông cũng tàn, lại thêm mùa xuân nữa đã xa. Wow, wow. Tú và Hòa thì thân với cả nhau từ xưa rồi. Hai người điên nhất của cái trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tú cõng Hòa đi trong trường là chuyện bình thường nha. Cõng Hòa từ lầu 4 xuống tận dưới sảnh, vừa đi vừa hát với cả nhau. Rồi hai anh em đi diễn cùng với cả nhau, lúc nào cũng song ca, lúc nào cũng đỡ cho nhau. Hòa lên hát là Tú sẽ ở dưới và hát theo Hòa. Cảm xúc thì vẫn như thế nha, cái nắm tay, cái đùa giỡn của hai anh em vẫn như thời sinh viên, và mình thích cái điều đấy. Bác Hòa anh Tú anh Tú thì là một người đối với Hòa là sẽ chơi tới cùng đối với Hòa luôn, là Hòa muốn gì thì anh Tú cũng sẽ chiều Hòa hết. Còn với Tú thì Hòa Minzy là thế nào? Là một cô em gái tốt đối với Tú và giỏi, thông minh, cùng điên cùng nhau, cùng đi làm nghề với nhau, cùng vui với nhau, anh em rất thân luôn, là một tình anh em cực kỳ tuyệt vời luôn. Chẳng đường dài mà ta qua, dừng ngồi